Bến Nhà Rồng, nơi hơn một thế kỷ trước, Nguyễn Tất Thành đã rời tổ quốc lên tàu Amiral Lotus Trevin. Sau này, khi trả lời nhà báo Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về quyết định của mình. Nhân dân Việt Nam lúc này thường hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ về giúp đồng bào tôi. Dưới sự xâm lược của người Pháp, các cuộc đấu tranh chúng ta vùng lên, nhưng tất cả đều thất bại. Đúng lúc khủng hoảng đó, thì Hồ Chí Minh xuất hiện. Cái thứ hai là việc Hồ Chí Minh đã làm cho dân tộc Việt Nam là gì? Là thành lập một cái đảng cộng sản, thành lập mặt trận Việt Minh, thành lập quân đội nhân dân và thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bốn sáng lập đấy là do Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến thành công. Một hành trình trọn 30 năm để Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước. Ánh sáng chủ nghĩa Mác Lênin được tìm thấy thực sự là kim chỉ nam về giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc khỏi áp bức bất công. Nhưng chính Hồ Chí Minh mới là người sáng tạo giữ vững cái la bàn đó trên hành trình tới đích, đó là giành lại nền độc lập cho dân tộc mình. Thực dân Pháp quay trở lại thì người lại tiếp tục là khẳng định là phải đấu tranh để mà bảo vệ cái nền độc lập dân tộc mới giành được. Đảng ta đề ra đường lối kháng chiến toàn dân. Hồ Chí Minh diễn giải như này: hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc. Kháng chiến toàn diện thì Bác lại nói: ai có súng dùng súng, ai có gương dùng gương, đánh địch bằng mọi vũ khí trong tay, tức là kháng chiến toàn diện. Tức là Bác nói những cái câu đấy thì ai cũng hiểu. Và những cái lời lẽ của Hồ Chí Minh đều toát lên một cái sức lôi cuốn rất là kỳ lạ. Nghe Bác gọi cả non sông đáp lời, bằng đường lối cách mạng đúng đắn, Hồ Chí Minh đã thành công khi dựng ngọn cờ tập hợp quần chúng nhân dân đồng lòng theo đảng để giành lại độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân mình. Trong nhân dân Việt Nam rất phấn khởi, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời. Chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì thế đánh thức được khát vọng của cả một dân tộc và trở thành thứ sức mạnh làm nên chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong suốt những chặng đường sau này.